Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Mỹ tuyên bố Triều Tiên đã đưa 10.000 quân tới Nga để tham chiến ở Ukraine. Ukraine lo kịch bản xấu nếu ông Trump làm Tổng thống Mỹ. Mỹ bỏ giới hạn sử dụng vũ khí với Ukraine nếu Triều Tiên tham chiến. Máy bay Nga thả bom lượn san phẳng tòa nhà có nhiều chỉ huy Ukraine. Việc triển khai quân đội Triều Tiên đang làm dấy lên mối lo ngại của phương Tây rằng cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi ở Ukraine có thể lan rộng, ngay cả khi xung đột Trung Đông bùng phát. Sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên là mối đe dọa đối với an ninh của cả Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và châu Âu, Đại Tây Dương. Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với các phóng viên sau các cuộc đàm phán với phái đoàn Hàn Quốc về việc triển khai quân đội Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết diễn biến này rất nguy hiểm. Lầu Năm Góc ước tính 10.000 quân Triều Tiên đã được triển khai đến miền đông nước Nga để huấn luyện, tăng so với ước tính 3.000 quân hôm 23 tháng 10. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết, một phần trong số những người lính đó đã tiến gần hơn đến Ukraine và chúng tôi ngày càng lo ngại rằng Nga có ý định sử dụng những người lính này để chiến đấu hoặc hỗ trợ các hoạt động chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine tại vùng Kerch của Nga, gần biên giới với Ukraine. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc hiện đang theo dõi khả năng một số nhân sự Triều Tiên, bao gồm cả các quan chức quân sự cấp cao, sẽ di chuyển đến tuyến đầu. Các nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết, Nga đang dạy cho binh lính Triều Tiên khoảng 100 từ quân sự cơ bản như bắn và vào vị trí để chuẩn bị di chuyển đến tuyến đầu trong cuộc chiến với Ukraine. Tuy nhiên, họ nói thêm rằng, rõ ràng là binh lính Triều Tiên đang gặp khó khăn trong giao tiếp và không rõ liệu họ có thể thu hẹp khoảng cách ngôn ngữ hay không. Điện Kremlin ban đầu đã bác bỏ các báo cáo về việc triển khai quân đội Triều Tiên là tin giả. Nhưng hôm 24 tháng 10, Tổng thống Nga Putin đã không phủ nhận việc quân đội Triều Tiên có mặt ở Nga và nói rằng việc thực hiện Hiệp ước Hợp tác giữa Bình Nhưỡng là việc của Moscow. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết Moscow sẽ đáp trả tương ứng nếu Mỹ và các đồng minh giúp Ukraine tấn công sâu vào Nga, với việc Moscow coi sự chấp thuận tiềm năng của phương Tây là sự tham gia trực tiếp của NATO vào cuộc chiến. Tuy nhiên, Mỹ không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ chấp thuận yêu cầu tấn công sâu của Ukraine. Một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên không xác nhận các báo cáo của phương tiện truyền thông về việc triển khai quân đội tới Nga, nhưng cho biết nếu Bình Nhưỡng thực hiện hành động như vậy, ông tin rằng hành động đó sẽ phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Tình báo quân sự Ukraine cho biết rằng các đơn vị đầu tiên của Triều Tiên đã được ghi nhận ở khu vực biên giới Kerch, nơi quân đội Ukraine đã hoạt động kể từ khi tiến hành một cuộc tấn công lớn vào tháng 8. Nhưng Lầu Năm Góc đã từ chối xác nhận rằng các lực lượng Triều Tiên đã có mặt ở Kerch. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết động thái này là động thái gia tăng của Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha cho biết Kiev đã cảnh báo về việc triển khai này và cáo buộc các đồng minh không đưa ra phản ứng mạnh mẽ. Kể từ khi các nhà lãnh đạo của Nga và Triều Tiên gặp nhau tại Viễn Đông vào năm ngoái, Triều Tiên và Nga đã nâng cấp quan hệ quân sự của họ. Họ đã gặp lại nhau vào tháng 6 để ký kết một quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, bao gồm Hiệp ước Phòng thủ chung. Một loạt các chuyến thăm song phương của các quan chức cấp cao đã diễn ra giữa hai quốc gia, nơi có chung một phần nhỏ biên giới. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết việc triển khai quân đội Triều Tiên là dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vọng ngày càng tăng từ phía Tổng thống Nga Putin. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cảnh báo nguy cơ Mỹ ngừng hỗ trợ, đồng thời kêu gọi các nước Bắc Âu hợp tác thuyết phục Đức ủng hộ việc mời Kiev gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ngày 28 tháng 10, hãng thông tấn TASS đưa tin, trong một cuộc họp báo ở Iceland, Tổng thống Zelensky đã cảnh báo nếu ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới tại Mỹ, sẽ có những rủi ro dù ông chưa nghe thấy ông Trump bày tỏ ý định ngừng hỗ trợ Ukraine. Theo nhà lãnh đạo này, lo ngại trên cũng chính là lý do tại sao Ukraine có kế hoạch riêng về cách tự củng cố. Khẳng định nếu Mỹ chấm dứt hỗ trợ cho Kiev, tình hình sẽ hết sức khó khăn và là một chiến thắng cho Nga cũng như mất mát lớn cho phương Tây. Trước đó, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng, cho đến nay, ông đã chỉ thị cho Hội đồng An ninh Quốc gia xây dựng một kế hoạch tăng cường sức mạnh cho Ukraine, trong đó đề cập đến các mặt trận, tổ hợp công nghiệp, quân sự, kinh tế và tài chính, cũng như những vấn đề khác. Ông Zelensky đã đến Iceland ngày 28 tháng 10 để thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Kiev. Tại đây, nhà lãnh đạo quốc gia Đông Âu đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Bắc Âu lần thứ tư và tổ chức các cuộc đàm phán song phương.
các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc tìm kiếm nguồn tài trợ cho hoạt động sản xuất vũ khí trong nước, tăng cường năng lực tầm xa và đào tạo cho các lực lượng Ukraine. Tại hội nghị thượng đỉnh, ông Zelensky đã kêu gọi các quốc gia Bắc Âu hợp tác thuyết phục Đức ủng hộ việc mời Kiev gia nhập NATO sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ quan điểm không ủng hộ kết nạp Ukraine trong thời điểm hiện tại. Tại sự kiện, Tổng thống Ukraine đã làm rõ với nhà lãnh đạo các nước Đan Mạch, Iceland, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển rằng Kiev chỉ mong muốn nhận được lời mời gia nhập, không phải xin được kết nạp ngay lập tức vào NATO. Theo ông, việc nhận được lời mời không đồng nghĩa với việc trở thành thành viên chính thức, đồng thời chỉ trích một số nhà lãnh đạo đã cố tình đánh đồng hai khái niệm này để từ chối yêu cầu của Ukraine một cách không công bằng. Mới đây, ông Andrei Yermak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, đã hé lộ điều kiện để nước này đàm phán với Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Corriere della Sera của Italia, ông Yermak tuyên bố, để bắt đầu đàm phán, cần quay lại tình hình trước đó 2 năm vào lúc 4 giờ sáng ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi phát súng đầu tiên vang lên. Sau đó, chúng ta sẽ nói về cách lấy lại chủ quyền của mình cho tới đường biên giới năm 1991. Theo ông Yermak, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa bao giờ bày tỏ sẵn sàng thỏa hiệp về lãnh thổ, nhưng sẵn sàng đàm phán dựa trên tình hình trước khi diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt của Liên bang Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó khẳng định, để đàm phán hòa bình, cần công nhận bán đảo Crimea, vùng Donbass, các tỉnh Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, củng cố tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước này, cũng như việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt chống Moscow. Kiev đã bác bỏ các đòi hỏi này. Lầu Năm Góc cho biết Washington sẽ không áp đặt giới hạn với Ukraine về sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công Nga nếu như Triều Tiên tham gia hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột. Tuyên bố được Lầu Năm Góc đưa ra sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nói rằng các đơn vị quân đội Triều Tiên đã được đưa đến tỉnh Kursk của Nga. Phương Tây lo ngại sự tham gia của quân đội Triều Tiên có thể khiến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chuyển sang giai đoạn mới, dù nhiều chú ý đã chuyển sang Trung Đông. Phương Tây cho rằng điều này có thể giúp Nga bù đắp những tổn thất trên chiến trường và tiếp tục đạt được bước tiến ở miền đông Ukraine. Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với các phóng viên sau các cuộc họp với phái đoàn Hàn Quốc ngày 28 tháng 10 cho biết, hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên là mối đe dọa đối với an ninh của cả Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và châu Âu, Đại Tây Dương. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng diễn biến này rất nguy hiểm. Lầu Năm Góc ước tính 10.000 quân Triều Tiên đã được triển khai đến miền đông của nước Nga để huấn luyện. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sabrina Sai phát biểu ngày 28 tháng 10 cho biết một bộ phận trong lực lượng đó đã tiến gần hơn đến Ukraine và chúng tôi ngày càng lo ngại Nga sẽ điều động họ tham chiến hoặc hỗ trợ các hoạt động chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk, gần biên giới của Ukraine. Điện Kremlin ban đầu nói rằng thông tin về việc triển khai quân đội Triều Tiên là tin giả. Nhưng ngày 24 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin không phủ nhận việc quân đội Triều Tiên có mặt ở Nga và nói rằng thực hiện hiệp ước hợp tác với Bình Nhưỡng là việc của Moscow. Nhà lãnh đạo của Nga cũng cho biết Moscow sẽ phản ứng tương ứng nếu Mỹ và các đồng minh giúp Ukraine tấn công sâu vào Nga. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên không xác nhận thông tin trên báo chí về việc triển khai quân đội đến Nga, nhưng nói rằng nếu như Bình Nhưỡng làm điều đó cũng là phù hợp với các chuẩn mực của quốc tế. Tuần trước, tình báo quân sự của Ukraine nói rằng các đơn vị đầu tiên của Triều Tiên đã có mặt ở tỉnh Kursk, nơi quân đội Ukraine đang kiểm soát nhiều địa bàn sau khi mở cuộc tấn công lớn vào tháng 8 vừa qua. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết Kiev đã cảnh báo về việc triển khai quân Triều Tiên suốt nhiều tuần qua và kêu gọi các đồng minh phản ứng mạnh mẽ. Ông viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng điểm mấu chốt, hãy lắng nghe Ukraine.
Giải pháp: dỡ bỏ hạn chế đối với các cuộc tấn công tầm xa của chúng tôi nhằm vào Nga ngay bây giờ. Thưa quý vị, hãng tin Bloomberg mới đây viết rằng phản ứng của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu với việc Triều Tiên cử binh sĩ tới Nga để tham gia vào cuộc chiến chống lại Ukraine còn hạn chế, nhưng có thể bao gồm ít nhất hai sự lựa chọn. Theo Bloomberg, tại cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương NATO vào ngày 28 tháng 10, Hàn Quốc sẽ trình bày trước các quan chức của NATO một số thông tin tình báo của mình về việc Triều Tiên chuyển quân sang Nga. Các nguồn tin của Bloomberg cho hay, các phản ứng tiềm tàng của NATO còn hạn chế, nhưng có thể bao gồm tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và xây dựng quan hệ đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo các tài liệu của Hàn Quốc, người ta cho rằng quân đội Triều Tiên sẽ được gửi ra mặt trận sau khi hoàn thành khoảng một tháng huấn luyện tại các cơ sở quân sự ở Vladivostok, Ussuri, Khabarov và Blagoveshchen. Một tài liệu tình báo của Hàn Quốc cho biết, Điện Kremlin có kế hoạch cung cấp cho người Triều Tiên vũ khí và quân phục chiến đấu, cũng như giấy tờ tùy thân giả, để khiến họ trông giống cư dân ở các khu vực phía đông của nước Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 23 tháng 10 cho biết, quân đội Triều Tiên đã có mặt ở Nga. Nhà Trắng tin rằng, khoảng 3.000 binh sĩ hiện đang được huấn luyện ở Nga. Nhà Trắng cũng đồng thời tuyên bố rằng, trong trường hợp quân đội Triều Tiên tham gia vào cuộc chiến chống Ukraine, họ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp giống như quân đội Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekkermans thừa nhận rằng phương Tây sẽ khó đưa ra các biện pháp để chống lại Triều Tiên vì gần như tất cả các biện pháp trừng phạt có thể có đã được áp dụng với Triều Tiên. Ông Brekkermans nói rằng khoảng 1.500 binh sĩ Triều Tiên đã có mặt tại Nga. Họ sẽ được triển khai trước hết tại Kursk, sau đó tới các khu vực khác. Trước đó, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell thay mặt cho Liên minh châu Âu đã tuyên bố EU vô cùng quan ngại về thông tin Triều Tiên đang cử quân tham gia vào cuộc chiến tranh ở Ukraine. Ông Borrell nói thêm, điều này sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, bao gồm các nguyên tắc cơ bản nhất của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đây sẽ là hành động thù địch đơn phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, với hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh của châu Âu cũng như toàn cầu. Ngoài ra, EU kêu gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngừng hỗ trợ các nỗ lực chiến tranh phi pháp của Nga và lưu ý đến sự thay đổi đáng báo động của Moscow về lập trường giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU kết luận, Liên minh châu Âu sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế về vấn đề này, bao gồm cả việc ứng phó, nhưng không nêu rõ những bước đi đó có thể là gì. Hôm 23 tháng 10, tình báo Hàn Quốc đưa tin Bình Nhưỡng đã gửi 3.000 quân tới Nga để hỗ trợ lực lượng Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Nhà Trắng sau đó đã xác nhận các báo cáo rằng có hàng ngàn quân lính Triều Tiên ở Nga và tuyên bố rằng nếu quân lính Triều Tiên bị lôi kéo vào cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, họ sẽ được coi là các mục tiêu hợp pháp. Ngày 24 tháng 10, tình báo quốc phòng Ukraine cũng thông tin các đơn vị quân đội Triều Tiên đầu tiên tại các bãi tập ở miền đông nước Nga đã đến vùng chiến sự. Họ được phát hiện tại vùng Kursk của Nga vào ngày 23 tháng 10. Quân đội Triều Tiên đến Nga đang được huấn luyện tại 5 bãi huấn luyện quân sự nằm ở phía đông. Máy bay chiến đấu của Nga đã phá hủy một tòa nhà ở tỉnh biên giới Kharkov của Ukraine, nơi có một số sĩ quan đồn trú. Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 28 tháng 10, đồng thời công bố đoạn video ghi lại cuộc không kích. Bộ này cho biết, quân đội Nga đã phá hủy một điểm triển khai tạm thời của Ukraine ở gần thị trấn Vovchansk, cách biên giới Nga khoảng 6 dặm. Những cuộc giao tranh dữ dội đã diễn ra xung quanh Vovchansk kể từ khi Nga tiến hành các cuộc tấn công vào tỉnh Kharkov để thiết lập vùng đệm, bảo vệ cư dân biên giới Nga khỏi các cuộc pháo kích của Ukraine. Giới chức Nga cho biết, một cuộc tấn công mạnh mẽ bằng bom lượn đã được thực hiện sau khi máy bay chiến đấu của Nga nhận được tọa độ mục tiêu từ trinh sát. Vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, ban chỉ huy của một trong những đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine đang ở bên trong tòa nhà, trích tuyên bố. Thiệt hại của quân đội Ukraine hiện chưa được xác định. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy khung cảnh đổ nát ở Vovchansk, nơi đã bị tàn phá sau nhiều tháng giao tranh. Một tòa nhà cao tầng ở trung tâm sau đó đã bị bắn trúng bởi một quả bom lượn, kích hoạt một vụ nổ mạnh đến mức có thể nhìn thấy những gợn sóng từ sóng xung kích cách xa hàng trăm mét. Quân đội Nga thường sử dụng bom lượn hạng nặng, có thể di chuyển hàng chục km trước khi tấn công chính xác vào mục tiêu để phá hủy các vị trí kiên cố của Ukraine và những cơ sở khác. Các quan chức Ukraine đã mô tả vũ khí này là mối đe dọa rất nghiêm trọng, lưu ý rằng chúng rất khó bị đánh chặn.
cơ quan tình báo quân sự Ukraine vừa tham gia phá hủy một cây cầu đường sắt ở thành phố Berdyansk do Nga kiểm soát, thuộc tỉnh Zaporizhia, theo tờ Kiev Independent đưa tin. Theo nguồn tin từ cơ quan tình báo quân sự Ukraine, đoạn cầu nối giữa công ty Vodokanal và đại lộ Skidini đã bị phá hủy sau một số vụ nổ trong đêm. Thành phố cảng Berdyansk thuộc tỉnh Zaporizhia đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ đầu năm 2022. Tỉnh này đã sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân Ý, nhưng Ukraine không công nhận. Thành phố Berdyansk nằm trên bờ biển Azov, đóng vai trò là trung tâm vận chuyển cho Nga. Một nguồn tin tình báo quân sự nói với Ukinform rằng việc phá hủy cây cầu đã làm tê liệt tuyến đường sắt của Nga với Berdyansk, ngăn cản Moscow cung cấp nhiên liệu, vũ khí và đạn dược cho lực lượng Nga tại Berdyansk thông qua đường sắt. Phương tiện truyền thông nhà nước Nga đã bác bỏ thông tin này, gọi đây là chiến dịch thông tin sai lệch trắng trợn, cho rằng các vụ nổ có liên quan đến các cuộc tập trận của lực lượng Nga trong thành phố và tuyên bố tất cả các cây cầu ở Berdyansk đều nguyên vẹn. Thống đốc tỉnh Voronezh của Nga, Alexander Gusev, đã báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào tối ngày 27 tháng 10, tuyên bố phòng không Nga đã ngăn chặn hoặc gây nhiễu khoảng 10 UAV. Theo Pravda, thiệt hại đã được ghi nhận tại hai cơ sở công nghiệp. Trong bài đăng trên Telegram, ông Gusev cho biết máy bay không người lái đã làm hư hại phần phụ của tòa nhà tiện ích tại một cơ sở công nghiệp. Sau đó ông nói thêm rằng một cơ sở khác cũng bị hư hại. Thống đốc không nêu rõ cơ sở nào bị ảnh hưởng, nhưng các nguồn tin trực tuyến đề cập đến một nhà máy cồn, được cho là nơi sản xuất nhiên liệu cho tên lửa. Ông Gusev cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 10 UAV đã bị hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Nga ngăn chặn hoặc gây nhiễu tại Voronezh, nhưng mối đe dọa vẫn còn hiện hữu. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27 tháng 10 cho biết, Moscow sẽ có nhiều biện pháp phản ứng nếu Mỹ và các đồng minh NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Phát biểu với báo chí, ông Putin nêu rõ, Bộ Quốc phòng Nga đang cân nhắc cách phản ứng với các cuộc tấn công tầm xa có thể xảy ra trên lãnh thổ nước Nga. Họ có thể sẽ đưa ra các biện pháp khác nhau. Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hối thúc các nước đối tác của Ukraine cho phép sử dụng tên lửa phương Tây, trong đó có tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất và tên lửa Storm Shadows của Anh để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga, nhằm hạn chế khả năng hoạt động của Moscow. Khi trả lời câu hỏi liệu các nước NATO có lắng nghe lời cảnh báo trước đây của Nga rằng một động thái như vậy sẽ kéo các quốc gia cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev rơi vào một cuộc chiến trực tiếp hay không, ông Putin cho biết, họ chưa nói với tôi bất cứ điều gì, nhưng tôi hy vọng họ đã nghe thấy. Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ phải tự đưa ra một số quyết định cho chính mình. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, vẫn còn quá sớm để nói về cách thức, thời điểm và địa điểm chính xác mà Nga sẽ phản ứng. Nhưng Moscow sẽ phải đưa ra biện pháp đáp trả tương thích nếu Ukraine được phép dùng vũ khí tầm xa của phương Tây tấn công Nga. Ông Putin nói rằng, chỉ có nhân sự từ các nước NATO mới có thể vận hành vũ khí tầm xa mà Ukraine muốn vì Kiev không có các chuyên gia cần thiết. Ông Putin lưu ý, quân đội Ukraine không có khả năng làm điều này, họ chắc chắn sẽ không thể vận hành vũ khí đó nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới đây tiết lộ, Washington nhất quyết không cho phép Ukraine dùng vũ khí được viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga vì không còn mục tiêu quân sự hợp lệ nào. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Fox, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận được câu hỏi vì sao chính quyền của Tổng thống Joe Biden liên tục từ chối yêu cầu của người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc phóng tên lửa ATACMS có tầm bắn khoảng 300 km vào các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga. Ông Austin giải thích, Nga đã di chuyển các máy bay của họ ra khỏi phạm vi tấn công của ATACMS. Quan chức này nói thêm, Ukraine hiện có khả năng tự sản xuất máy bay không người lái UAV, có thể nhắm mục tiêu ở phạm vi 400 km trở lên. Dỡ bỏ các hạn chế của phương Tây đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa do nước ngoài chế tạo, cùng với lời mời gia nhập vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, là hai trong số những đề xuất chính trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine. Moscow đã bác bỏ các đề xuất của Kiev, đồng thời cáo buộc chúng nhằm thúc đẩy các thành viên NATO tiến tới một cuộc xung đột trực tiếp với Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khuyến cáo các nước phương Tây không cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của họ để nhắm bắn lãnh thổ Nga, với lý do điều này có thể dẫn đến nguy cơ đối đầu trực tiếp, thậm chí là chiến tranh hạt nhân. Ông Putin lập luận, quân Ukraine sẽ không thể tự thực hiện các vụ tấn công như vậy vì cần dựa vào thông tin mục tiêu do NATO cung cấp. Lãnh đạo Điện Kremlin cũng ra lệnh sửa đổi học thuyết hạt nhân của Moscow để coi hành vi chống lại Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào nhưng có sự tham gia hoặc sự hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân là vụ tấn công chung. Moscow sẽ coi động thái như vậy là căn cứ để sử dụng vũ khí hạt nhân. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rất nhiều về cuộc chiến của Nga ở Ukraine, thường đưa ra những khẳng định táo bạo về việc ông sẽ làm gì nếu tái đắc cử. Ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã nhiều lần nói rằng ông muốn xung đột chấm dứt, nhưng lại chưa đưa cụ thể kế hoạch về cách mà ông giải quyết nó, đồng thời vẫn khá mơ hồ về việc Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Mick Ryan, một thiếu tướng đã nghỉ hưu và là nhà quan sát xung đột Ukraine nổi tiếng, cho biết có rất nhiều lựa chọn mà chính quyền Trump có thể đưa ra. Ông nhận định, cố gắng dự đoán những gì chính quyền Trump có thể làm là rất khó, bởi có rất nhiều điều có thể xảy ra. Đàm phán để chấm dứt xung đột. Ứng viên Đảng Cộng hòa đã ca ngợi mối quan hệ rất tốt của ông với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông nói rằng xung đột sẽ không xảy ra dưới sự giám sát của ông và gợi ý rằng ông có thể làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Kiev và Moscow để chấm dứt xung đột. Ông Trump nói trong cuộc tranh luận Tổng thống vào tháng 9, tôi nghĩ rằng lợi ích tốt nhất của Mỹ là kết thúc cuộc chiến này, hãy thương lượng một thỏa thuận. Ông nói rằng xung đột rất cần được giải quyết và ông có thể giải quyết nó ngay trước khi nhậm chức. Ông Trump nói, những gì tôi sẽ làm là nói chuyện với người này, tôi sẽ nói chuyện với người kia và tôi sẽ tập hợp họ lại với nhau. Ông Trump nói, ông có thể chấm dứt xung đột trong vòng chưa đầy 24 giờ. Tôi sẽ hoàn thành việc đó, tôi sẽ thương lượng, tôi sẽ thoát khỏi nó, chúng ta phải thoát khỏi nó. Ông Trump đã nhấn mạnh rất nhiều vào việc đạt được thỏa thuận, nói với những người ủng hộ ở North Carolina hồi tháng 9 rằng bất kỳ thỏa thuận nào, dù là thỏa thuận tồi tệ nhất, sẽ tốt hơn những gì chúng ta có hiện nay, và nói rằng nếu Ukraine từ bỏ một chút, xung đột có lẽ đã kết thúc rồi. Mỹ đã đứng ra làm trung gian đàm phán các lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình, nhưng đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Điều kiện chiến trường ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán và chỉ có sự nhượng bộ mới có thể đưa các bên tham chiến vào bàn đàm phán. Ông Trump chỉ trích Mỹ viện trợ cho Ukraine. Một khả năng thực sự có thể xảy ra dưới thời chính quyền Trump là sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine sẽ giảm hoặc chấm dứt hoàn toàn. Cựu Tổng thống thường xuyên chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden vì đã gửi hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ an ninh cho Kiev, đồng thời gọi ông Zelensky trong một cuộc phỏng vấn trên Postcard gần đây là một trong những người bán hàng vĩ đại nhất mà tôi từng thấy. Người đồng hành cùng tranh cử với ông Trump James David Van cũng đã lên tiếng phản đối sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine. Các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội đã ngăn chặn chuyển viện trợ cho Ukraine trong nhiều tháng, bắt đầu từ cuối năm ngoái và tiếp tục kéo dài sang năm nay. Và sự bế tắc đó khiến Ukraine rơi vào tình thế khó khăn cho đến khi một gói viện trợ nhỏ hơn có thể thông qua vài tháng sau đó. Việc trì hoãn đó, trong đó có sự tham gia của ông Trump, phản ánh tâm lý phản đối ngày càng gia tăng của một số đảng viên Cộng hòa đối với việc Mỹ viện trợ cho Ukraine. Nó cho thấy sự hỗ trợ của Mỹ trong tương lai không được đảm bảo và bất kỳ sự suy giảm viện trợ nào của Mỹ đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chiến đấu và giành chiến thắng của Ukraine. Cuộc bầu cử vào tháng 11 cũng sẽ có tác động lớn. Bất kể ai đắc cử Tổng thống Mỹ, các thành viên mới của Quốc hội Mỹ chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến gói viện trợ của Mỹ đối với Ukraine, dù ít hay nhiều. Ông Trump có thể tiếp tục viện trợ nhưng kèm điều kiện. Cũng có khả năng ông Trump quyết định tiếp tục viện trợ cho Ukraine kèm theo điều kiện hoặc thậm chí tăng cường hỗ trợ cho Ukraine nếu ông đắc cử. Trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal hồi tuần trước, ông Trump cho biết trước đây ông đã đe dọa Tổng thống Nga về vấn đề Ukraine. Vladimir, nếu ông tấn công Ukraine, tôi sẽ tấn công ông rất mạnh. Ông thậm chí sẽ không tin điều đó. Tôi sẽ tấn công ông ngay giữa Moscow. Ông Trump kể ông đã nói với Tổng thống Nga Putin như vậy. Nhưng ông Trump cũng lưu ý đến sự sẵn sàng chiến đấu và khả năng hạt nhân của Nga. Cựu Tổng thống Donald Trump đã gợi ý rằng viện trợ của Mỹ cho Ukraine có thể tiếp tục theo một loại chương trình cho vay, cho thuê, với kỳ vọng người Ukraine sẽ trả lại số tiền mà họ được trao cho. Ông Trump chưa cho biết liệu ông có muốn Ukraine giành chiến thắng hay không. Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, cũng không tuyên bố gì về điều này, mặc dù bà đã ra tín hiệu sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Trong cuộc tranh luận, bà Harris nói rằng nếu Donald Trump là Tổng thống, ông Putin sẽ ngồi ở Kiev ngay bây giờ.
Và Ukraine không phải là bên duy nhất lo ngại nhất về chiến thắng của ông Trump. Ông Trump đã chỉ trích các đồng minh NATO vì đã không đóng góp phần công bằng của họ, đặt câu hỏi về sự tham gia của Mỹ. Và hồi đầu năm nay ám chỉ rằng ông sẽ để Nga làm bất cứ điều gì mà họ muốn đối với các đồng minh không chịu đóng đủ tiền. Cuộc bầu cử diễn ra khi Ukraine nắm giữ một phần lãnh thổ của Nga và khi Nga tiếp tục đạt được nhiều bước tiến ở miền đông Ukraine. Cả hai bên đang thúc đẩy các cơ sở công nghiệp quốc phòng của mình sản xuất vũ khí, đồng thời tiếp nhận sự hỗ trợ từ các nước khác. Tuy nhiên, mùa đông đang đến gần và điều đó có thể làm chậm hoạt động chiến đấu. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte cho biết, quân đội Triều Tiên đã được điều đến Nga và một số đơn vị đã được triển khai ở tỉnh Kursk. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình. Ông Rutte nói vào ngày 28 tháng 10, sau khi các quan chức và nhà ngoại giao NATO nghe báo cáo tóm tắt từ phái đoàn Hàn Quốc. Hôm nay, tôi có thể xác nhận quân đội Triều Tiên đã được điều đến Nga và các đơn vị quân đội Triều Tiên được triển khai đến tỉnh Kursk. NATO kêu gọi Nga và Triều Tiên chấm dứt ngay lập tức các hành động này. Sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên là mối đe dọa đối với an ninh của cả Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và châu Âu, Đại Tây Dương. Ông Rutte nhắc lại thông tin cho rằng, trước đó Triều Tiên đã cung cấp cho Nga đạn dược và tên lửa đạn đạo. Đổi lại, Nga sẽ cung cấp cho Triều Tiên công nghệ quân sự và những hỗ trợ khác để lách các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng thư ký NATO cho biết, ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov về những diễn biến này. Lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh Kursk của Nga vào hồi tháng 8 và hiện vẫn ở lại khu vực này. Theo ông Rutte, việc Triều Tiên triển khai lực lượng đến Nga thể hiện sự tham gia tích cực của Bình Nhưỡng vào chiến dịch của Nga ở Ukraine, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là sự mở rộng nguy hiểm của cuộc xung đột. Điện Kremlin gọi báo cáo về việc triển khai lực lượng Triều Tiên là tin giả. Một đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc nói rằng đây là tin đồn vô căn cứ. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak ngày 28 tháng 10 nhận định các lệnh trừng phạt sẽ là không đủ đối với động thái mới nhất của Bình Nhưỡng. Ông Yermak nói, thúc giục các đồng minh phương Tây của Ukraine nên phản ứng kiên quyết. Quân đội Triều Tiên đã có mặt ở tỉnh Kursk. Đây là một sự leo thang. Chỉ riêng lệnh trừng phạt là không đủ. Chúng ta cần vũ khí và một kế hoạch rõ ràng để ngăn chặn sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc xung đột ở châu Âu. Phái đoàn Thụy Sĩ, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết, cơ quan này sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 30 tháng 10 theo đề nghị của Ukraine liên quan đến cáo buộc Triều Tiên đưa binh sĩ tới Nga. Theo Phái đoàn Thường trực Thụy Sĩ, cuộc họp trên sẽ diễn ra sau 19 giờ GMT. Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết, trước đó Moscow đã yêu cầu triệu tập một cuộc họp vào ngày 31 tháng 10 về việc chuyển giao vũ khí phương Tây cho Ukraine và hậu quả đối với triển vọng giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Triều Tiên vào hồi tháng 6, hai nước đã thiết lập các cơ chế cho việc tiến hành các hoạt động chung nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, ngăn chặn chiến tranh, bảo đảm hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế. Khi được hỏi liệu ông có cho phép quân nhân Triều Tiên tham gia vào hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine hay không, ông Putin nói rằng Nga chưa yêu cầu ai về việc này và không cần điều đó. Trong diễn biến khác, trong bài phát biểu tối 26 tháng 10, ông Zelensky nói, Nga ngày càng hợp tác chặt chẽ với Triều Tiên. Bất cứ lúc nào, binh sĩ của họ cũng đều có thể xuất hiện trên chiến trường để đối đầu với Ukraine. Vì vậy, quân đội Ukraine sẽ buộc phải chiến đấu với lực lượng Triều Tiên ở châu Âu. Bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng một nhóm binh sĩ Triều Tiên đang trên đường đến tỉnh Kursk của Nga để hỗ trợ Moscow đẩy lùi lực lượng Ukraine. Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky kêu gọi đồng minh phương Tây cam kết đưa ra những quyết định mạnh mẽ hơn để ủng hộ Ukraine, vì mối đe dọa leo thang vẫn tiếp tục gia tăng. Ông Zelensky nói, thế giới có khả năng ngăn chặn xung đột, nhưng chỉ lời nói là không đủ, cần có những bước đi cụ thể. Tình báo Hàn Quốc ước tính Triều Tiên đã vận chuyển hơn 9 triệu quả đạn pháo sang Nga, cho thấy Bình Nhưỡng hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến của Moscow ở Ukraine. Con số này được Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hàn Quốc cung cấp trong văn bản trả lời câu hỏi của một nhà lập pháp. Cơ quan tình báo Hàn Quốc đã theo dõi các hoạt động vận chuyển giữa cảng Raesun ở đông bắc Triều Tiên và vùng viễn đông của Nga thông qua vệ tinh. Triều Tiên cho thấy đến nay đã vận chuyển hơn 20.000 container sang Nga nếu tất cả số này chứa đạn pháo 152mm dành cho các hệ thống pháo của Nga thì con số này sẽ lên tới 9,4 triệu quả đạn. Triều Tiên cũng đã gửi quân tới Nga và dự kiến sẽ được triển khai để chiến đấu ở Ukraine, theo báo cáo của Hàn Quốc. Tính đến tháng 6, Hàn Quốc ước tính Triều Tiên đã gửi 5 triệu quả đạn pháo tới Nga. Nếu con số cập nhật này là chính xác,
Điều đó có nghĩa là Triều Tiên đã vận chuyển đạn dược với tốc độ 1 triệu quả mỗi tháng. Để so sánh, Liên minh châu Âu đặt ra mục tiêu vào năm 2023 cung cấp 1 triệu viên đạn mỗi năm cho Ukraine. Cơ quan tình báo ước tính, ngay cả với những chuyến hàng nhanh chóng như vậy, Triều Tiên được cho là đã dự trữ đủ đạn dược để duy trì cuộc chiến trong nước trong 3 tháng. Triều Tiên được cho là đang vận hành khoảng 200 nhà máy sản xuất vũ khí với các cơ sở sản xuất lớn được giấu dưới lòng đất. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, các nhà máy này đang hoạt động hết công suất để hỗ trợ Nga. Triều Tiên có thể tự đảm bảo nguồn cung kim loại và súng để sản xuất đạn dược. Đất nước này có nguồn tài nguyên kim loại dồi dào, với trữ lượng quặng sắt ước tính khoảng 5 tỷ tấn. Ngân hàng Hàn Quốc ước tính, ngành công nghiệp nặng và hóa chất của Triều Tiên tăng trưởng 8,1% vào năm 2023 nhờ sản xuất thép. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hồi tháng 8 đưa tin về những nỗ lực nâng cấp công nghệ tại các xưởng luyện kim trên khắp đất nước, bao gồm cả tại khu liên hợp gang thép Chimchaek, giúp tăng gấp đôi công suất sản xuất. Ngoài ra, việc sản xuất tên lửa có độ chính xác cao đòi hỏi phải có nhiều vật liệu khác. Triều Tiên đang gặp khó khăn trong việc mua các thiết bị vốn bị cấm theo lệnh cấm vận quốc tế. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, việc phân tích các mảnh vỡ của tên lửa Triều Tiên được sử dụng ở Ukraine cho thấy Bình Nhưỡng đang sử dụng các bộ phận được sản xuất tại Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Triều Tiên rõ ràng đang lấy chip và các bộ phận khác từ các sản phẩm dễ kiếm được và sử dụng chúng để sản xuất vũ khí. Triều Tiên được cho là đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo KN-23 và KN-24, được cho là thiếu độ chính xác vì chúng sử dụng chất bán dẫn đa dụng. Triều Tiên có thể tận dụng dữ liệu từ vũ khí được sử dụng ở Ukraine để thúc đẩy hơn nữa hoạt động phát triển vũ khí của mình. Trước đó, Hàn Quốc tuyên bố dứt khoát rằng 12.000 lính lực lượng đặc biệt Triều Tiên dự kiến sẽ tới Nga và đợt đầu tiên 1.500 người đã đến Nga. Về lực lượng đặc biệt của Triều Tiên, tiền thân của lực lượng đặc biệt Triều Tiên là các phân đội trinh sát của Quân đội Nhân dân Triều Tiên được thành lập vào những năm 1950. Trong biên chế của quân đội Triều Tiên, lực lượng đặc biệt có vị trí ngang bằng với các lực lượng chính quy như lục quân, hải quân và không quân. Các đơn vị tinh nhuệ nhất được đặt dưới lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Kim Jong-un. Hiện tại, lực lượng đặc biệt của Triều Tiên có 6 lữ đoàn bắn tỉa, 2 lữ đoàn lính thủy đánh bộ, 2 lữ đoàn không quân cơ động, 2 lữ đoàn đổ bộ đường không, 17 đại đội trinh sát, 9 lữ đoàn bộ binh và 1 lữ đoàn không quân vận tải, tổng binh lực khoảng 100.000 người. Các nhiệm vụ mà lực lượng đặc biệt Triều Tiên thực thi rất bí ẩn và phần lớn vẫn chưa được giải mật. Thời gian qua, giới chức Hàn Quốc liên tục cáo buộc Triều Tiên gửi quân sang Nga để hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Ukraine. Không chỉ cáo buộc, Hàn Quốc còn cực lực phản đối một động thái gửi quân như vậy. Trong bối cảnh đó, hiện đang rộ lên thông tin Hàn Quốc có thể gửi vũ khí giúp Ukraine đối phó với quân đội Nga và quân đội Triều Tiên. Không những thế, mới đây, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời giới chức an ninh Hàn Quốc cho biết Seoul thậm chí có thể gửi nhân lực quân sự tới Ukraine để giám sát sự hiện diện của quân đội Triều Tiên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thông tin này khiến Bộ Ngoại giao Nga đe dọa rằng Hàn Quốc sẽ đối mặt với hậu quả an ninh nếu họ dính dáng vào cuộc xung đột. Kho vũ khí đáng sợ của Hàn Quốc. Giới phân tích cho rằng mối quan ngại của Nga là có thật. Jeremy Chan, nhà phân tích về Trung Quốc và Đông Bắc Á tại Eurasia Group, nói với Business Insider, vũ khí Hàn Quốc có tiềm năng tạo ra sự khác biệt đáng kể cho cả năng lực phòng thủ và tấn công của Ukraine. Do cuộc đối đầu kéo dài hàng thập kỷ với Triều Tiên, Hàn Quốc, một đồng minh của Mỹ, đã xây dựng được kho vũ khí đáng sợ, bao gồm các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa có khả năng giúp Ukraine bảo vệ các thị trấn, thành phố và cơ sở hạ tầng của mình trước các cuộc tập kích của Nga. Nhà phân tích Chan cho biết, kho vũ khí của Hàn Quốc bao gồm lựu đạn pháo K-9, đẳng cấp thế giới, xe tăng K-2, và các hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Hàn Quốc đã trợ giúp cung cấp cho Ukraine đạn pháo 155mm, thứ mà Kiev rất cần, dù là theo cách gián tiếp. Hàn Quốc đã gửi đạn dược đến các nước đồng minh như Mỹ và Ba Lan, và đến lượt mình, các nước này gửi số đạn dược đó cho Ukraine. Ellen Skim, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên, tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, có trụ sở tại Washington nói rằng, sự ủng hộ của Seoul dành cho Kiev có thể còn bao gồm cung cấp thông tin tình báo về vũ khí và chiến thuật của Triều Tiên. Bên cạnh đó, chuyên gia Kim cũng cho biết, Hàn Quốc có thể hỗ trợ Ukraine bằng một chiến dịch tâm lý chiến nhằm vào binh sĩ Triều Tiên không muốn tham chiến. Trở ngại đối với Hàn Quốc. Mặc dù nhiệt tình ủng hộ Ukraine, trên thực tế, Hàn Quốc gặp một số trở ngại đáng kể khi muốn vũ trang cho Ukraine. Trước tiên là lệnh cấm dài lâu của Hàn Quốc đối với hành động gửi viện trợ quân sự cho các nước khác trong xung đột. Chuyên gia Chan nói rằng, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol
sẽ gặp khó khăn nếu muốn dỡ bỏ lệnh cấm trên thông qua quốc hội nước này. Ông Chan nói, nếu muốn Hàn Quốc cho phép xuất khẩu vũ khí sang Ukraine, thì trước tiên phải chứng minh được hành động của Triều Tiên tạo ra mối đe dọa rõ ràng và cấp bách đối với an ninh quốc gia của Hàn Quốc. Một trở ngại khác mà các chuyên gia Chan và Kim trích dẫn, không muốn phá hủy hoàn toàn quan hệ với Nga, bất chấp việc họ ngày càng lo ngại Điện Kremlin hỗ trợ cho Triều Tiên và ông Kim Jong-un. Nhân tố thứ ba là nguy cơ Hàn Quốc có thể bị lôi cuốn vào cuộc xung đột Ukraine vượt quá ý định ban đầu. Stein Markfest, giáo sư chiến lược tại Đại học Georgetown của Mỹ nhận định, có nguy cơ nếu tham chiến thì Hàn Quốc bắn vào cả lính Nga và lính Triều Tiên. Điều này sẽ quốc tế hóa và mở rộng cuộc xung đột Ukraine hơn nữa. Giáo sư Markfest cảnh báo, về kịch bản tồi tệ nhất ở đây là nguy cơ nổ ra xung đột hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, lôi kéo cả Mỹ và Trung Quốc cùng tham chiến. Theo hãng tin Yonhap, ngày 26 tháng 10, Triều Tiên đã bày tỏ phản đối cuộc tập trận không quân chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cáo buộc Washington đang đẩy khu vực vào tình thế khó kiểm soát. Trong tuyên bố được đăng tải trên bản tin của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, một quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã mô tả cuộc tập trận Freedom Flag là hành động quân sự mang tính khiêu khích. Cuộc tập trận mang tên Freedom Flag được bắt đầu từ tuần này và kéo dài đến ngày 1 tháng 11, với sự tham gia của không quân Hàn Quốc, Mỹ và Australia. Đây là lần đầu tiên Freedom Flag được tổ chức. Freedom Flag thay thế các cuộc tập trận không quân quy mô lớn thường kỳ của Mỹ và Hàn Quốc, như cuộc tập trận Flying Training trong nửa đầu năm và Vigilant Defense trong nửa cuối năm. Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây đã gia tăng. Hôm 15 tháng 10, Triều Tiên bắt đầu cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên triều. Theo KCNA, các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trong một diễn biến khác, ngày 25 tháng 10, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Jong-un sẽ tham dự hội nghị tham vấn Mỹ-Hàn lần thứ 56 tại thủ đô Washington vào ngày 30 tháng 10 tới. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về cách triển khai thực tế tầm nhìn quốc phòng quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn Quốc mà hai bên nhất trí vào năm ngoái, cũng như củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu giữa hai nước. Ngoài ra, lãnh đạo quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành đánh giá tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Tham dự cuộc họp còn có các quan chức cấp cao của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhắm vào các quốc gia khác. Ông Peskov nói, Triều Tiên là nước láng giềng gần gũi và là đối tác của chúng tôi. Và chúng tôi đang phát triển quan hệ với họ trong mọi lĩnh vực. Đây là chủ quyền của chúng tôi. Điều này không nên khiến bất kỳ ai phải lo lắng, vì sự hợp tác này không nhắm vào quốc gia thứ ba. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác. Cũng theo ông Peskov, cáo buộc về sự hiện diện của quân nhân Triều Tiên tại Nga có nhiều mâu thuẫn. Ông Peskov cho biết, chúng tôi thấy rất nhiều thông tin mâu thuẫn. Phía Hàn Quốc nói một kiểu, sau đó Lầu Năm Góc lại nói rằng họ không xác nhận những tuyên bố như vậy, có rất nhiều thông tin trái ngược. Khi được hỏi, liệu lực lượng Triều Tiên có hiện diện ở Nga hay không, và liệu họ có kế hoạch tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt hay không, ông Peskov trả lời, câu hỏi này liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt, các vị nên hỏi Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un trước đó đã cáo buộc quân nhân Triều Tiên có thể đã đến Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 19 tháng 10 thừa nhận, ông không thể xác nhận thông tin này. Người phát ngôn Điện Kremlin từng nhấn mạnh, các cáo buộc về sự tham gia của quân đội Triều Tiên vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine không khác gì ngoài một sự dối trá. Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra Hạ viện phê chuẩn. Hiệp ước được ký tại Triều Tiên vào ngày 19 tháng 6, quy định hai nước thường xuyên hỗ trợ và phát triển quan hệ đối tác chiến lược dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, cũng như dựa trên luật pháp quốc tế và mỗi nước. Trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa trực tiếp xảy ra hành động xâm lược vũ trang đối với một nước, theo yêu cầu của một bên, hai bên ngay lập tức sử dụng kênh liên lạc song phương để tham vấn, phối hợp lập trường và biện pháp hỗ trợ loại bỏ mối đe dọa. Nếu một bên bị tấn công vũ trang từ bên thứ ba, thì bên kia ngay lập tức hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện hiện có theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc và pháp luật hai nước. Khi trình bày hiệp ước trước các thành viên Quốc hội của Nga,
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yuri Ruzenko đã nhấn mạnh hiệp ước mang tính chất phòng thủ và hòa bình và được thông qua nhằm chống lại sự gia tăng quân sự của phương Tây ở châu Á-Thái Bình Dương. Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, Nga và Triều Tiên có nghĩa vụ không ký với các nước thứ ba thỏa thuận chống lại chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, quyền bầu cử tự do và phát triển hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa và các lợi ích then chốt khác của bên kia, cũng như không tham gia vào các hoạt động như vậy. Hai bên không cho phép nước thứ ba sử dụng lãnh thổ của mình để vi phạm chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của nước kia. Phát biểu tại phiên họp của Duma, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga Rudenko cho biết, hiệp ước được ký kết trong bối cảnh thay đổi cơ bản tình hình địa chính trị trong khu vực, gia tăng căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, xuất hiện các liên minh quân sự, xuất hiện các hệ thống tên lửa của nước ngoài trong khu vực đe dọa an ninh của Nga. Vì vậy, hiệp ước có nhiệm vụ đóng vai trò ổn định ở Đông Bắc Á, đóng góp tích cực vào cân bằng lực lượng trong khu vực trên cơ sở an ninh không chia cắt, giảm nguy cơ tái diễn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có thể có sử dụng vũ khí hạt nhân, đặt cơ sở xây dựng hệ thống an ninh Á-Âu mới. Ông Rudenko nhấn mạnh, hiệp ước không nhằm chống lại an ninh của các bên thứ ba và chỉ mang tính chất phòng thủ. Đại sứ của Nga tại Hàn Quốc Georgi Zinoviev nhấn mạnh Moscow vẫn đang theo đuổi chính sách giải quyết ngoại giao tình hình trên bán đảo Triều Tiên trên cơ sở an ninh không chia cắt và sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này. Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên đã gây ra nhiều lo ngại từ Mỹ và Hàn Quốc. Mỹ từ lâu đã cáo buộc Điện Kremlin sử dụng hết đạn dược và mất thiết bị quân sự hạng nặng tại Ukraine, buộc Nga phải tìm đến các đồng minh và các đối tác như Triều Tiên để duy trì cuộc chiến. Theo thông tin tình báo quốc phòng Ukraine thu thập được, Nga đang vận chuyển quân tiếp viện của Triều Tiên ra tiền tuyến trên những chiếc xe tải Kam AZ mang biển số dân sự. Tình báo quốc phòng Ukraine đưa tin rằng, vào ngày 27 tháng 10, cảnh sát Nga đã chặn một chiếc xe tải Kam AZ mang biển số dân sự chở đầy lính Triều Tiên trên đường cao tốc Kursk-Voronezh. Theo báo cáo, tài xế chở quân tiếp viện của Triều Tiên trên xe kéo đã không có lệnh chiến đấu phù hợp. Trong một cuộc liên lạc vô tuyến bị tình báo Ukraine chặn lại, các sĩ quan của Lữ đoàn Bộ binh Hải quân Cận vệ 810 thuộc lực lượng Nga, đơn vị sẽ tiếp nhận quân tiếp viện từ Triều Tiên, đã cố gắng xác định xem chiếc xe tải dừng lại có nằm trong bảng cân đối kế toán của họ hay không và tại sao tài xế lại không có các giấy tờ cần thiết. Trước đó vào ngày 8 tháng 10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có khả năng sẽ gửi một số lực lượng vũ trang chính quy của mình tới Ukraine để hỗ trợ Nga. Vào ngày 13 tháng 10, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng Triều Tiên không chỉ cung cấp vũ khí cho Nga mà còn cung cấp cả binh lính, đồng thời kêu gọi các đối tác tăng cường viện trợ cho Ukraine. Vào ngày 17 tháng 10, ông Zelensky nói rõ rằng Nga có ý định đưa khoảng 10.000 binh sĩ từ Triều Tiên vào cuộc chiến chống lại Ukraine. Vào ngày 18 tháng 10, trưởng phòng tình báo quốc phòng Ukraine Kirilo Budanov xác nhận rằng khoảng 11.000 lính bộ binh Triều Tiên hiện đang được huấn luyện ở phía đông nước Nga. Họ sẽ sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chiến đấu chống lại Ukraine sớm nhất vào ngày 1 tháng 11. Tuần trước, tình báo Hàn Quốc đưa tin Bình Nhưỡng đã gửi 3.000 quân tới Nga để hỗ trợ lực lượng Nga trong các cuộc chiến chống lại Ukraine. Các đơn vị quân đội Triều Tiên đầu tiên phải trải qua khóa huấn luyện tại các bãi huấn luyện ở phía đông nước Nga đã đến vùng chiến sự. Họ được phát hiện tại tỉnh Kursk của Nga vào ngày 23 tháng 10. Quân đội Nga cùng với lực lượng biên phòng và các đơn vị vệ binh quốc gia đã đẩy lùi một nỗ lực xâm nhập vào vùng Bryansk. Thống đốc Alexander Bogomaz cho biết trong một tuyên bố trên Telegram ngày 27 tháng 10. Theo thống đốc, một nhóm vũ trang đã tìm cách vượt biên giới Nga với Ukraine gần làng Manes, nằm ngay trên biên giới, khu định cư nhỏ này đã bị bỏ hoang trong nhiều năm. Thống đốc Alexander Bogomaz cho biết, lực lượng biên phòng cùng với quân đội và lực lượng an ninh đã nổ súng vào nhóm vũ trang này và buộc chúng phải rút lui. Quy mô của lực lượng xâm nhập cũng như tổn thất tiềm tàng của lực lượng này vẫn chưa rõ ràng. Ông Bogomaz chưa báo cáo bất kỳ thương vong nào về phía Nga. Tình hình trong khu vực vẫn ổn định và khu vực biên giới hiện do Bộ Chỉ huy tác chiến khu vực kiểm soát. Cho đến nay, Bộ Quốc phòng Nga cũng như quân đội Ukraine đều chưa bình luận về vụ việc. Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở năng lượng và các công trình dân sự khác.
Vào đầu tháng 8, lực lượng của Kiev cũng đã dàn dựng một cuộc tấn công lớn vào vùng Kherson lân cận, nơi cũng giáp với vùng Sumy của Ukraine ở phía nam. Lực lượng Ukraine đã đạt được một số tiến triển ban đầu trong những ngày đầu của chiến dịch, nhưng đã nhanh chóng bị lực lượng Nga ngăn chặn. Trong gần 2 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm nhập, quân đội Nga đã giành được hơn 10 khu định cư ở gần biên giới. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, tổng số binh lính Ukraine thiệt mạng trong chiến dịch đã vượt quá 20.000 người. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 28 tháng 10 cho biết, Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã quy trách nhiệm cho quân đội Hàn Quốc về việc phóng thiết bị bay không người lái UAV vào lãnh thổ nước này vì mục đích chính trị. Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc điều tra sau khi tuyên bố rằng UAV của Hàn Quốc đã bay qua Bình Nhưỡng ít nhất 3 lần trong tháng 10 để giải truyền đơn chống Triều Tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cũng đã công bố những bức ảnh mô tả là UAV quân sự của Hàn Quốc bị rơi. Trong quá trình phân tích chương trình điều khiển UAV này, chính quyền Triều Tiên cho biết họ đã phát hiện ra hơn 230 kế hoạch bay và nhật ký bay kể từ tháng 6 năm 2023, bao gồm một kế hoạch phát tán rác thải có động cơ chính trị. Một hồ sơ ngày 8 tháng 10 vừa qua cho thấy UAV đã rời khỏi đảo biên giới Baeongdo của Hàn Quốc vào đêm muộn và giải truyền đơn trên các tòa nhà của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Triều Tiên ở Bình Nhưỡng vài giờ sau đó. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cũng dẫn lời một phát ngôn viên của Triều Tiên cảnh báo rằng nước này sẽ đáp trả bằng cuộc tấn công không thương tiếc nếu vụ việc như vậy tái diễn. Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin ngày 28 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán theo thể thức 2+2 giữa các quan chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu của hai nước trong tuần này, trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên gia tăng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, cuộc thảo luận sẽ diễn ra tại Washington vào ngày 31 tháng 10 theo giờ địa phương giữa Ngoại trưởng Cho Tae-yoon, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-un của Hàn Quốc và Ngoại trưởng Antony Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, các quan chức hàng đầu của hai nước sẽ có các cuộc thảo luận rộng rãi về bán đảo Triều Tiên, liên minh song phương và các vấn đề khu vực và toàn cầu khác. Hàn Quốc và Mỹ cũng sẽ đưa ra tuyên bố chung sau các cuộc thảo luận. Cuộc đối thoại diễn ra vào thời điểm Triều Tiên được cho là đã cử quân đến Nga để có thể triển khai tại Ukraine. Hàn Quốc và Mỹ đã xác nhận việc Triều Tiên điều động hàng nghìn binh sĩ đến miền đông nước Nga. Trong diễn biến liên quan, sau cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia trong tuần qua, các quan chức hàng đầu của Hàn Quốc đã lên án Triều Tiên gửi quân tới Nga. Nhiệm vụ của nhóm binh sĩ này chưa được nêu rõ ràng, nhưng Ukraine cho biết họ đến đó để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Kiev. Các quan chức cũng thông báo với các cơ quan báo chí rằng Seoul có thể gửi vũ khí tới Ukraine như một phần của một loạt các biện pháp đối phó theo từng giai đoạn. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc mới đây dẫn lời các quan chức an ninh cho biết Seoul thậm chí có thể cử quân nhân tới Ukraine để giám sát sự hiện diện của Triều Tiên trong cuộc xung đột. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng Hàn Quốc sẽ phải gánh chịu những hậu quả về an ninh nếu nước này tham gia vào cuộc xung đột. Các nhà phân tích cho rằng Nga có lý do chính đáng để lo ngại về hành động của Hàn Quốc. Jeremy Chan, nhà phân tích về Trung Quốc và Đông Bắc Á tại Eurasia Group, nói với Business Insider, vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tạo ra sự khác biệt đáng kể về cả khả năng phòng thủ và khả năng tấn công của Ukraine. Jeremy Chan nói, Hàn Quốc, một đồng minh của Mỹ, đã xây dựng một kho vũ khí đáng gờm trong cuộc đối đầu kéo dài hàng thập kỷ với Triều Tiên. Nó bao gồm các hệ thống phòng không và chống tên lửa có thể giúp Ukraine bảo vệ các thị trấn và các cơ sở hạ tầng khỏi các cuộc tấn công của Nga. Ngoài ra còn có pháo K-9 Howitzer, xe tăng K-2 và hệ thống phóng nhiều tên lửa đẳng cấp thế giới. Seoul đã hỗ trợ cung cấp đạn pháo 155mm rất cần thiết cho Ukraine. Hàn Quốc cũng gửi đạn cho các đồng minh phương Tây như Mỹ và Ba Lan, giúp họ có điều kiện gửi đạn của mình tới Ukraine. Alan Kim, một chuyên gia về Triều Tiên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, D.C., nói rằng sự hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho Kiev có thể bao gồm việc cung cấp thông tin tình báo về vũ khí và chiến thuật của Triều Tiên. Thời gian qua, giới chức Hàn Quốc liên tục cáo buộc Triều Tiên gửi quân sang Nga để hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Ukraine. Không chỉ cáo buộc, Hàn Quốc còn cực lực phản đối một động thái gửi quân như vậy. Trong bối cảnh đó, hiện đang rộ lên thông tin Hàn Quốc có thể gửi vũ khí giúp Ukraine đối phó với quân đội Nga và quân đội Triều Tiên. Không những thế, mới đây, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời giới chức an ninh Hàn Quốc cho biết Seoul thậm chí có thể gửi nhân lực quân sự tới Ukraine để giám sát sự hiện diện của quân đội Triều Tiên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thông tin này khiến Bộ Ngoại giao Nga đe dọa rằng Hàn Quốc sẽ đối mặt với hậu quả an ninh nếu họ dính dáng vào cuộc xung đột.
kho vũ khí đáng sợ của Hàn Quốc. Giới phân tích cho rằng mối quan ngại của Nga là có thật. Jeremy Chan, nhà phân tích về Trung Quốc và Đông Bắc Á tại Eurasia Group, nói với Business Insider, vũ khí Hàn Quốc có tiềm năng tạo ra sự khác biệt đáng kể cho cả năng lực phòng thủ và tấn công của Ukraine. Do cuộc đối đầu kéo dài hàng thập kỷ với Triều Tiên, Hàn Quốc, một đồng minh của Mỹ, đã xây dựng được kho vũ khí đáng sợ, bao gồm các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa có khả năng giúp Ukraine bảo vệ các thị trấn, thành phố và cơ sở hạ tầng của mình trước các cuộc tập kích của Nga. Nhà phân tích Chan cho biết, kho vũ khí của Hàn Quốc bao gồm lựu đạn pháo K-9 đẳng cấp thế giới, xe tăng K-2 và các hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Hàn Quốc đã trợ giúp cung cấp cho Ukraine đạn pháo 155mm, thứ mà Kiev rất cần, dù là theo cách gián tiếp. Hàn Quốc đã gửi đạn dược đến các nước đồng minh như Mỹ và Ba Lan, và đến lượt mình, các nước này gửi số đạn dược đó cho Ukraine. Ellen Skim, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên, tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, có trụ sở tại Washington, nói rằng sự ủng hộ của Seoul dành cho Kiev có thể còn bao gồm cung cấp thông tin tình báo về vũ khí và chiến thuật của Triều Tiên. Bên cạnh đó, chuyên gia Kim cũng cho biết, Hàn Quốc có thể hỗ trợ Ukraine bằng một chiến dịch tâm lý chiến nhằm vào binh sĩ Triều Tiên không muốn tham chiến. Trở ngại đối với Hàn Quốc. Mặc dù nhiệt tình ủng hộ Ukraine, trên thực tế, Hàn Quốc gặp một số trở ngại đáng kể khi muốn vũ trang cho Ukraine. Trước tiên là lệnh cấm dài lâu của Hàn Quốc đối với hành động gửi viện trợ quân sự cho các nước khác trong xung đột. Chuyên gia Chan nói rằng, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ gặp khó khăn nếu muốn dỡ bỏ lệnh cấm trên thông qua quốc hội nước này. Ông Chan nói, nếu muốn Hàn Quốc cho phép xuất khẩu vũ khí sang Ukraine, thì trước tiên phải chứng minh được hành động của Triều Tiên tạo ra mối đe dọa rõ ràng và cấp bách đối với an ninh quốc gia của Hàn Quốc. Một trở ngại khác mà các chuyên gia Chan và Kim trích dẫn, không muốn phá hủy hoàn toàn quan hệ với Nga, bất chấp việc họ ngày càng lo ngại Điện Kremlin hỗ trợ cho Triều Tiên và ông Kim Jong-un. Nhân tố thứ ba là nguy cơ Hàn Quốc có thể bị lôi cuốn vào cuộc xung đột Ukraine vượt quá ý định ban đầu. Steve McFest, giáo sư chiến lược tại Đại học Georgetown của Mỹ nhận định, có nguy cơ nếu tham chiến thì Hàn Quốc bắn vào cả lính Nga và lính Triều Tiên. Điều này sẽ quốc tế hóa và mở rộng cuộc xung đột Ukraine hơn nữa. Giáo sư McFest cảnh báo, về kịch bản tồi tệ nhất ở đây là nguy cơ nổ ra xung đột hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, lôi kéo cả Mỹ và Trung Quốc cùng tham chiến. Theo hãng tin Yonhap, ngày 26 tháng 10, Triều Tiên đã bày tỏ phản đối cuộc tập trận không quân chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cáo buộc Washington đang đẩy khu vực vào tình thế khó kiểm soát. Trong tuyên bố được đăng tải trên bản tin của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, một quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã mô tả cuộc tập trận Freedom Flag là hành động quân sự mang tính khiêu khích. Cuộc tập trận mang tên Freedom Flag được bắt đầu từ tuần này và kéo dài đến ngày 1 tháng 11, với sự tham gia của không quân Hàn Quốc, Mỹ và Australia. Đây là lần đầu tiên Freedom Flag được tổ chức. Freedom Flag thay thế các cuộc tập trận không quân quy mô lớn thường kỳ của Mỹ và Hàn Quốc, như cuộc tập trận Flying Training trong nửa đầu năm và Vigilant Defense trong nửa cuối năm. Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây đã gia tăng. Hôm 15 tháng 10, Triều Tiên bắt đầu cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên triều. Theo KCNA, các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trong một diễn biến khác, ngày 25 tháng 10, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Jong-un sẽ tham dự hội nghị tham vấn Mỹ-Hàn lần thứ 56 tại thủ đô Washington vào ngày 30 tháng 10 tới. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về cách triển khai thực tế tầm nhìn quốc phòng quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn Quốc mà hai bên nhất trí vào năm ngoái, cũng như củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu giữa hai nước. Ngoài ra, lãnh đạo quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành đánh giá tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Tham dự cuộc họp còn có các quan chức cấp cao của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao. Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra Hạ viện phê chuẩn. Hiệp ước được ký tại Triều Tiên vào ngày 19 tháng 6, quy định hai nước thường xuyên hỗ trợ và phát triển quan hệ đối tác chiến lược dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, cũng như dựa trên luật pháp quốc tế và mỗi nước. Trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa trực tiếp xảy ra hành động xâm lược vũ trang đối với một nước,
Theo yêu cầu của một bên, hai bên ngay lập tức sử dụng kênh liên lạc song phương để tham vấn, phối hợp lập trường và biện pháp hỗ trợ loại bỏ mối đe dọa. Nếu một bên bị tấn công vũ trang từ bên thứ ba, thì bên kia ngay lập tức hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện hiện có theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc và pháp luật hai nước. Khi trình bày hiệp ước trước các thành viên Quốc hội của Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yuri Ruzenko đã nhấn mạnh hiệp ước mang tính chất phòng thủ và hòa bình và được thông qua nhằm chống lại sự gia tăng quân sự của phương Tây ở châu Á-Thái Bình Dương. Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, Nga và Triều Tiên có nghĩa vụ không ký với các nước thứ ba thỏa thuận chống lại chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, quyền bầu cử tự do và phát triển hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa và các lợi ích then chốt khác của bên kia, cũng như không tham gia vào các hoạt động như vậy. Hai bên không cho phép nước thứ ba sử dụng lãnh thổ của mình để vi phạm chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của nước kia. Phát biểu tại phiên họp của Duma, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga Rudenko cho biết, hiệp ước được ký kết trong bối cảnh thay đổi cơ bản tình hình địa chính trị trong khu vực, gia tăng căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, xuất hiện các liên minh quân sự, xuất hiện các hệ thống tên lửa của nước ngoài trong khu vực đe dọa an ninh của Nga. Vì vậy, hiệp ước có nhiệm vụ đóng vai trò ổn định ở Đông Bắc Á, đóng góp tích cực vào cân bằng lực lượng trong khu vực trên cơ sở an ninh không chia cắt, giảm nguy cơ tái diễn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có thể có sử dụng vũ khí hạt nhân, đặt cơ sở xây dựng hệ thống an ninh Á-Âu mới. Ông Rudenko nhấn mạnh, hiệp ước không nhằm chống lại an ninh của các bên thứ ba và chỉ mang tính chất phòng thủ. Đại sứ của Nga tại Hàn Quốc Georgi Zinoviev nhấn mạnh Moscow vẫn đang theo đuổi chính sách giải quyết ngoại giao tình hình trên bán đảo Triều Tiên trên cơ sở an ninh không chia cắt và sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này. Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên đã gây ra nhiều lo ngại từ Mỹ và Hàn Quốc. Mỹ từ lâu đã cáo buộc Điện Kremlin sử dụng hết đạn dược và mất thiết bị quân sự hạng nặng tại Ukraine, buộc Nga phải tìm đến các đồng minh và các đối tác như Triều Tiên để duy trì cuộc chiến. Triều Tiên đã chỉ trích cuộc tập trận không quân giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cáo buộc Washington đang đẩy bán đảo Triều Tiên vào tình hình không thể kiểm soát. Lời chỉ trích của Triều Tiên liên quan tới cuộc tập trận Freedom Flag kéo dài 12 ngày, được triển khai từ ngày 21 tháng 10 tại nhiều căn cứ không quân khác nhau ở Hàn Quốc với sự tham gia của không quân Hàn Quốc, Mỹ và Australia. Ngày 26 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, cuộc tập trận Freedom Flag là hành động khiêu khích quân sự rất nguy hiểm nhằm mục đích phát động một cuộc tấn công phủ đầu và bất ngờ vào Triều Tiên. Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ khuyến khích sự đối đầu của Hàn Quốc bằng cách ủng hộ việc thả tờ rơi tuyên truyền tới Triều Tiên và tiếp tục triển khai các tài sản chiến lược trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố của quan chức Triều Tiên cho rằng Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên vào tình trạng không thể kiểm soát và nếu một tình huống không ai mong muốn xảy ra, Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì là động lực chính làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Cuộc tập trận mang tên Freedom Flag bắt đầu từ tuần này và kéo dài đến ngày 1 tháng 11 với sự tham gia của không quân Hàn Quốc, Mỹ và Australia. Đây là lần đầu tiên Freedom Flag được tổ chức. Sự kiện này sẽ thay thế các cuộc tập trận không quân quy mô lớn thường kỳ của Mỹ, Hàn Quốc như cuộc tập trận Flying Training trong nửa đầu năm và Vigilant Defense ở nửa cuối năm. Sự kiện huy động khoảng 110 máy bay, bao gồm chiến đấu cơ tàng hình F-35A và F-15K của Hàn Quốc, cùng các tiêm kích F-35B, F-16 và máy bay không người lái UAV MQ-9 của Mỹ. Không quân Hoàng gia Australia cũng tham gia cuộc tập trận với một máy bay vận tải tiếp liệu đa năng KC-30A. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây đã gia tăng. Ngày 15 tháng 10 vừa qua, Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên Triều. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trong diễn biến khác, ngày 25 tháng 10, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Jong-un sẽ tham dự hội nghị tham vấn an ninh Mỹ-Hàn SCM lần thứ 56 tại thủ đô Washington vào ngày 30 tháng 10. Mỹ-Hàn Quốc dự kiến sẽ thảo luận về cách triển khai thực tế tầm nhìn quốc phòng quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn mà hai bên nhất trí vào năm ngoái, cũng như củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu giữa hai nước.
Ngoài ra, lãnh đạo quốc phòng Mỹ Hàn sẽ tiến hành đánh giá tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Tham dự cuộc họp còn có các quan chức cấp cao của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao. Trong khi đó, theo hãng tin Bloomberg của Mỹ, Hàn Quốc sẽ trình bày một số thông tin tình báo về việc triển khai quân đội Triều Tiên tới Nga cho các quan chức tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại cuộc họp của Liên minh ngày 28 tháng 10. Các nguồn tin cho biết, phản ứng tiềm tàng của NATO là có hạn, nhưng có thể bao gồm việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và xây dựng quan hệ đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tài liệu của Hàn Quốc chỉ ra rằng quân đội Triều Tiên dự kiến sẽ được triển khai ở mặt trận sau khi hoàn thành khoảng một tháng huấn luyện tại các cơ sở quân sự của Nga. Một tài liệu tình báo của Hàn Quốc cho biết Điện Kremlin có thể có kế hoạch cung cấp cho người Triều Tiên vũ khí và quân phục chiến đấu, cũng như giấy tờ tùy thân giả để khiến họ trông giống cư dân ở các khu vực phía đông của Nga. Hội nghị tham vấn an ninh Mỹ-Hàn SCM lần thứ 56 sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington DC vào ngày 30 tháng 10 tới. Ngày 25 tháng 10, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Jong-un tham dự hội nghị tham vấn an ninh Mỹ-Hàn SCM lần thứ 56 tại thủ đô Washington vào ngày 30 tháng 10. Dự kiến hai bên sẽ thảo luận về cách thức triển khai thực tế tầm nhìn quốc phòng quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn mà hai bên nhất trí vào năm ngoái, cũng như củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu giữa hai quốc gia. Ngoài ra, lãnh đạo quốc phòng Mỹ-Hàn sẽ tiến hành đánh giá tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên liên quan đến việc Bình Nhưỡng cử binh sĩ tới Nga, trao đổi về chính sách hợp tác đối phó với Triều Tiên và các biện pháp tăng cường khả năng răn đe mở rộng cũng như hợp tác toàn diện trong lĩnh vực quốc phòng. Tham dự cuộc họp còn có các quan chức cấp cao khác của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao. Nhân dịp này, đại diện phía Hàn Quốc sẽ đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Triều Tiên ở Washington DC, thăm một cơ quan nghiên cứu hệ thống phức hợp máy bay có người lái và không người lái của Mỹ. Tình hình bán đảo Triều Tiên đã và đang trở thành tâm điểm khu vực, quốc tế trong suốt thời gian qua, liên tiếp các động thái đầy căng thẳng và tăng cao, nguy cơ bùng phát các cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên ngày càng trở nên hiện hữu. Trước đó, Triều Tiên đã bác bỏ những đồn đoán từ Hàn Quốc và Ukraine rằng Bình Nhưỡng gửi quân tham chiến cùng Nga trong xung đột Ukraine. Theo hãng thông tấn Yonhap, thông tin trên do một đại diện của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc phát biểu trong một cuộc họp Ủy ban lần thứ nhất Hội đồng Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế ngày 21 tháng 10. Đây là bình luận công khai đầu tiên của một quan chức Triều Tiên kể từ khi cơ quan tình báo Hàn Quốc tuần trước cho biết Bình Nhưỡng quyết định sẽ gửi khoảng 12.000 quân đến chiến đấu trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và điều động khoảng 1.500 quân tới Vladivostok để huấn luyện thích nghi. Quan chức trên nhấn mạnh về cái gọi là hợp tác quân sự với Nga, phái đoàn của tôi không cảm thấy cần phải bình luận về những đồn đoán dập khuôn vô căn cứ. Trước đó cùng ngày 21 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định Moscow cam kết tiếp tục duy trì hợp tác với Bình Nhưỡng, song không trả lời câu hỏi về việc liệu Nga có sử dụng quân đội Triều Tiên hay không. Ông Peskov nói rõ, Triều Tiên là nước láng giềng và đối tác thân thiết của Nga. Chúng tôi phát triển quan hệ trong mọi lĩnh vực và đó là chủ quyền của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa sự hợp tác này. Về đồn đoán quân đội Triều Tiên ở Nga, phía Mỹ phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng đây sẽ là một diễn biến đáng lo ngại và Washington đang tham vấn các đồng minh đối tác về những hậu quả của một động thái táo bạo như vậy. Trong khi đó, phát ngôn của Ủy ban châu Âu Peter Sano đã cho biết Liên minh châu Âu-EU rất quan ngại nếu các báo cáo về vụ việc là sự thật. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine vừa thông báo trên kênh Telegram cho hay các đơn vị Triều Tiên đầu tiên được huấn luyện tại Nga đã được triển khai tại khu vực Kursk, một khu vực biên giới của Nga đang bị quân đội Ukraine xâm nhập. Phía Ukraine cho biết khoảng 12.000 quân nhân Triều Tiên, bao gồm 500 sĩ quan và 3 tướng lĩnh, đã có mặt tại Nga và hoạt động huấn luyện đang diễn ra tại 5 căn cứ quân sự. Thông báo có đoạn, Moscow đã bổ nhiệm Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus Bekyevkurov chịu trách nhiệm kiểm soát hoạt động huấn luyện và điều chỉnh quân đội Triều Tiên. Các quan chức Nga đã nhiều lần nhấn mạnh sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên trong lĩnh vực quân sự được thực hiện trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Tại phiên họp toàn thể ngày 24 tháng 10, Duma Quốc gia Hạ viện Nga đã phê chuẩn Hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Triều Tiên. Hiệp ước ký tại Bình Nhưỡng ngày 19 tháng 6 và được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra Duma phê chuẩn ngày 14 tháng 10. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết, hiệp ước này sẽ đưa quan hệ giữa Nga với Triều Tiên lên một tầm cao mới và góp phần vào việc tạo ra một hệ thống quốc tế đa cực công bằng.
Ông Rudenko nói, hiệp ước này là công khai, sẽ được công bố và không có điểm bí mật nào trong đó. Mọi thứ đều được nêu rất rõ ràng. Đáng chú ý, hiệp ước có một điều khoản là nếu một trong hai bên phải chịu một cuộc tấn công vũ trang của một quốc gia và nhận thấy mình đang ở trong tình trạng giao tranh, thì bên kia sẽ cung cấp ngay lập tức sự hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi cách có thể, theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và Luật pháp quốc gia. Trước đó, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin ngày 21 tháng 10, Triều Tiên đã bác bỏ những đồn đoán vô căn cứ từ Hàn Quốc và Ukraine rằng Bình Nhưỡng gửi quân nhân tới tham chiến cùng Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời khẳng định quan hệ với Moscow là hợp tác và hợp tác. Đây là bình luận công khai đầu tiên từ một quan chức Triều Tiên kể từ khi cơ quan tình báo Hàn Quốc tuần trước cho biết Triều Tiên đã quyết định gửi khoảng 12.000 quân nhân để chiến đấu trong cuộc giao tranh của Nga ở Ukraine và đã điều động 1.500 quân nhân đến Vladivostok để huấn luyện thích nghi. Trong một diễn biến đáng chú ý, kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra đến nay, Hàn Quốc chủ yếu chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo và trang thiết bị phi sát thương cho Ukraine. Nhưng một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết, điều này có thể thay đổi và việc cung cấp vũ khí trực tiếp cho Kiev đang được xem xét. Trước đó, vào ngày 18 tháng 10, Hàn Quốc cho biết việc Triều Tiên đưa quân nhân đến Nga là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo rằng Seoul sẽ phản ứng bằng cách huy động mọi phương tiện, trong đó phải kể đến sự hợp tác với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Hàn Quốc khó có thể thay đổi lập trường sớm vì những hạn chế trong luật pháp của nước này. Jenny Chow, thành viên cấp cao tại trung tâm Stimson, đánh giá Hàn Quốc luôn có thái độ cứng rắn trước những động thái mới của Triều Tiên, nhưng việc nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine là điều rất khó khăn. Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 25 tháng 10 cho biết nước này sẽ không xác nhận các thông tin báo chí về việc triển khai quân đội hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine, sau khi đại diện Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc bác bỏ những cáo buộc này. Trong tuyên bố do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải, Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jong-il nhấn mạnh nếu Bình Nhưỡng thực hiện những bước đi như vậy thì động thái đó sẽ phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối phủ nhận thông tin vốn xuất phát từ chính phủ Ukraine, Hàn Quốc, Mỹ và các quốc gia khác. Ông Putin tuyên bố Nga và Triều Tiên sẽ tự quyết định về việc thực thi các thỏa thuận hợp tác quân sự song phương vào thời điểm phù hợp. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình nhà nước Nga, Tổng thống Putin nêu rõ, khi chúng ta phải quyết định điều gì đó, chúng ta sẽ làm, nhưng quyết định có chủ quyền của chúng ta là liệu chúng ta có áp dụng nó hay không, liệu chúng ta có cần nó hay không. Hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký hiệp ước phòng thủ chung trong khuôn khổ chuyến thăm Bình Nhưỡng của nhà lãnh đạo Nga. Trước đó vào ngày 24 tháng 10, thông báo trên kênh Telegram, cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho hay, các đơn vị Triều Tiên đầu tiên được huấn luyện tại Nga đã được triển khai tại khu vực Kursk, một khu vực biên giới của Nga đang bị quân đội Ukraine xâm nhập. Phía Ukraine cho biết khoảng 12.000 quân nhân Triều Tiên, bao gồm 500 sĩ quan và 3 tướng lĩnh, đã có mặt tại Nga và hoạt động huấn luyện đang diễn ra tại 5 căn cứ quân sự. Ngày 24 tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này không biết về việc quân đội Triều Tiên có mặt ở Nga sau khi Hàn Quốc và Mỹ cho biết Triều Tiên đã điều 3.000 quân tới Nga để có thể triển khai tới Ukraine sau đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết, để trả lời câu hỏi đầu tiên về việc có quân đội Triều Tiên ở Nga hay không, tôi xin nêu rõ, Trung Quốc không biết về thông tin này. Còn liệu việc Triều Tiên điều quân có làm leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine hay không? Trung Quốc khẳng định, lập trường về cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên sẽ thúc đẩy việc hạ nhiệt tình hình và cam kết thực hiện một giải pháp chính trị. Trước đó, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã điều 3.000 quân, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm đến Nga để huấn luyện và thích nghi ở các căn cứ quân sự ở vùng Viễn Đông và có thể sẽ được triển khai tới Ukraine sau đó. Mỹ cũng tuyên bố có bằng chứng cho thấy động thái mới của Triều Tiên. Trong diễn biến mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda đã có những chỉ trích Triều Tiên, cho rằng việc điều quân đến Nga là hành vi vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là hành động khiêu khích vượt ra ngoài bán đảo Triều Tiên và châu Âu để đe dọa an ninh toàn cầu. Đến nay, cả Nga và Triều Tiên đều bác bỏ các thông tin này. Trong diễn biến căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, ngày 24 tháng 10, các quan chức Hàn Quốc cho biết rác do khinh khí cầu của Triều Tiên mang theo đã rơi xuống khu phức hợp tổng thống ở trung tâm thủ đô Seoul. Đây là lần thứ hai xảy ra việc này từ khi Triều Tiên bắt đầu thả bóng bay khổng lồ mang rác sang Hàn Quốc vào cuối tháng 5. Cơ quan an ninh Tổng thống Hàn Quốc cho biết rác rơi xuống khu vực phức hợp Tổng thống trong sáng ngày 24 tháng 10, nhưng không chứa vật nguy hiểm.
liên quan đến khả năng Nga triển khai quân nhân Triều Tiên ở Ukraine. Nhiều nước đã bày tỏ quan ngại, trong khi đó Nga từ chối thảo luận công khai về nội dung hợp tác với Triều Tiên. Ngày 25 tháng 10, Nhà Trắng cho biết các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về khả năng triển khai lực lượng của Triều Tiên tới Nga. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với báo giới rằng các quan chức này đã họp tại Washington và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc triển khai quân đội của Triều Tiên tới Nga có khả năng sử dụng trên chiến trường chống lại Ukraine. Cùng ngày 25 tháng 10, Đức cũng lên tiếng cảnh báo việc Nga triển khai quân Triều Tiên ở Ukraine sẽ là một sự gia tăng căng thẳng rõ ràng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Catherine Deschauer phát biểu tại một cuộc họp báo ở Berlin: "Chúng tôi kêu gọi phía Triều Tiên không tiếp tay cho việc này và kiềm chế không làm bất cứ điều gì theo hướng này." Trong bối cảnh đó, cũng trong ngày 25 tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố rằng các số liệu bổ sung về hỗ trợ lẫn nhau giữa Moscow và Bình Nhưỡng vượt ra ngoài thỏa thuận song phương giữa hai nước không phải là chủ đề thảo luận công khai. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov phát biểu tại một cuộc họp báo, các số liệu về sự hỗ trợ lẫn nhau vượt ra ngoài những gì được ghi trong đó, thỏa thuận hợp tác Nga-Triều không phải là chủ đề thảo luận công khai. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm Bình Nhưỡng kéo dài 2 ngày vào tháng 6, trong đó ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký một hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hiệp ước bao gồm cam kết của hai nước về việc cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác cho nhau nếu một trong hai bên bị tấn công. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25 tháng 10 tiết lộ Nga có kế hoạch triển khai quân đội Triều Tiên ra chiến trường bắt đầu từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 10. Trên trang Telegram, ông Zelensky viết: "Theo các thông tin tình báo tin cậy, từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 10, quân đội Triều Tiên lần đầu tiên sẽ được Nga sử dụng trong các vùng chiến sự." Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đồng minh phản ứng với động thái gia tăng căng thẳng này thông qua biện pháp gây sức ép rõ ràng đối với Moscow và Bình Nhưỡng. Liên quan đến vấn đề này, cùng ngày 25 tháng 10, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố sẽ không xác nhận các thông tin báo chí về việc Triều Tiên triển khai quân đội hỗ trợ cuộc xung đột của Nga ở Ukraine sau khi đại diện Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc bác bỏ những cáo buộc này. Trong tuyên bố do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Jong-il nhấn mạnh nếu Bình Nhưỡng thực hiện những bước đi như vậy thì động thái đó sẽ phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, bất chấp việc những bên khác có thể cố gắng mô tả bước đi này là bất hợp pháp. Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Jong-il được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối phủ nhận thông tin, vốn xuất phát từ chính phủ Ukraine, Hàn Quốc, Mỹ và các quốc gia khác. Hãng tin Bloomberg mới đây viết rằng phản ứng của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu với việc Triều Tiên cử binh sĩ tới Nga để tham gia vào cuộc chiến chống lại Ukraine còn hạn chế, nhưng có thể bao gồm ít nhất hai sự lựa chọn. Theo Bloomberg, tại cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương NATO vào ngày 28 tháng 10, Hàn Quốc sẽ trình bày trước các quan chức của NATO một số thông tin tình báo của mình về việc Triều Tiên chuyển quân sang Nga. Các nguồn tin của Bloomberg cho hay, các phản ứng tiềm tàng của NATO còn hạn chế nhưng có thể bao gồm tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và xây dựng quan hệ đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo các tài liệu của Hàn Quốc, người ta cho rằng quân đội Triều Tiên sẽ được gửi ra mặt trận sau khi hoàn thành khoảng một tháng huấn luyện tại các cơ sở quân sự ở Vladivostok, Usuri, Khabarovsk và Blagoveshchen. Một tài liệu tình báo của Hàn Quốc cho biết, Điện Kremlin có kế hoạch cung cấp cho người Triều Tiên vũ khí và quân phục chiến đấu, cũng như giấy tờ tùy thân giả, để khiến họ trông giống cư dân ở các khu vực phía đông của nước Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 23 tháng 10 cho biết, quân đội Triều Tiên đã có mặt ở Nga. Nhà Trắng tin rằng, khoảng 3.000 binh sĩ hiện đang được huấn luyện ở Nga. Nhà Trắng cũng đồng thời tuyên bố rằng, trong trường hợp quân đội Triều Tiên tham gia vào cuộc chiến chống Ukraine, họ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp giống như quân đội Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekkerman thừa nhận rằng phương Tây sẽ khó đưa ra các biện pháp để chống lại Triều Tiên vì gần như tất cả các biện pháp trừng phạt có thể có đã được áp dụng với Triều Tiên. Ông Brekkerman nói rằng khoảng 1.500 binh sĩ Triều Tiên đã có mặt tại Nga. Họ sẽ được triển khai trước hết tại Kursk, sau đó tới các khu vực khác. Trước đó, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borrell thay mặt cho Liên minh châu Âu đã tuyên bố EU vô cùng quan ngại về thông tin Triều Tiên đang cử quân tham gia vào cuộc chiến tranh ở Ukraine.
Ông Borrell nói thêm, điều này sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, bao gồm các nguyên tắc cơ bản nhất của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đây sẽ là hành động thù địch đơn phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, với hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh của châu Âu cũng như toàn cầu. Ngoài ra, EU kêu gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngừng hỗ trợ các nỗ lực chiến tranh phi pháp của Nga và lưu ý đến sự thay đổi đáng báo động của Moscow về lập trường giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU kết luận, Liên minh châu Âu sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế về vấn đề này, bao gồm cả việc ứng phó, nhưng không nêu rõ những bước đi đó có thể là gì. Hôm 23 tháng 10, tình báo Hàn Quốc đưa tin Bình Nhưỡng đã gửi 3.000 quân tới Nga để hỗ trợ lực lượng Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Nhà Trắng sau đó đã xác nhận các báo cáo rằng có hàng ngàn quân lính Triều Tiên ở Nga và tuyên bố rằng nếu quân lính Triều Tiên bị lôi kéo vào cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, họ sẽ được coi là các mục tiêu hợp pháp. Ngày 24 tháng 10, tình báo quốc phòng Ukraine cũng thông tin các đơn vị quân đội Triều Tiên đầu tiên tại các bãi tập ở miền đông nước Nga đã đến vùng chiến sự. Họ được phát hiện tại vùng Kursk của Nga vào ngày 23 tháng 10. Quân đội Triều Tiên đến Nga đang được huấn luyện tại 5 bãi huấn luyện quân sự nằm ở phía đông. Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 25 tháng 10 cho biết nước này sẽ không xác nhận các thông tin báo chí về việc triển khai quân đội hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine sau khi đại diện Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc bác bỏ những cáo buộc này. Trong tuyên bố do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải, Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jong-il nhấn mạnh nếu Bình Nhưỡng thực hiện những bước đi như vậy thì động thái đó sẽ phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối phủ nhận thông tin vốn xuất phát từ chính phủ Ukraine, Hàn Quốc, Mỹ và các quốc gia khác. Ông Putin tuyên bố Nga và Triều Tiên sẽ tự quyết định về việc thực thi các thỏa thuận hợp tác quân sự song phương vào thời điểm phù hợp. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình nhà nước Nga, Tổng thống Putin nêu rõ, khi chúng ta phải quyết định điều gì đó, chúng ta sẽ làm, nhưng quyết định có chủ quyền của chúng ta là liệu chúng ta có áp dụng nó hay không, liệu chúng ta có cần nó hay không. Hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký hiệp ước phòng thủ chung trong khuôn khổ chuyến thăm Bình Nhưỡng của nhà lãnh đạo Nga. Trước đó vào ngày 24 tháng 10, thông báo trên kênh Telegram, cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho hay, các đơn vị Triều Tiên đầu tiên được huấn luyện tại Nga đã được triển khai tại khu vực Kursk, một khu vực biên giới của Nga đang bị quân đội Ukraine xâm nhập. Phía Ukraine cho biết khoảng 12.000 quân nhân Triều Tiên, bao gồm 500 sĩ quan và 3 tướng lĩnh, đã có mặt tại Nga và hoạt động huấn luyện đang diễn ra tại 5 căn cứ quân sự. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!